chào mừng tất cả anh em đến tới Thông Bay Lock kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Ông Minh Tuệ tự nguyện dừng việc bộ hành khất thực. Sáng ngày 3 tháng 6, theo nguồn tin đáng tin cậy, ông Lê Anh Tú, Minh Tuệ, sinh năm 1981, nơi đăng ký hộ khẩu tại thôn 6, xã Yê Tô, huyện Yêgơza, tỉnh Gia Lai, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Nguồn tin cho biết, từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng và Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại, hiện đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi xin ăn, đi theo ông Lê Anh Tú, ngủ nghỉ đầu đường góc chợ như đám si ke ma túy, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Ngoài ra đám người bầu theo tất nhiên sẽ phòng uế, xả rác tại các điểm nghỉ ngơi, đặc biệt là các nghĩa trang. Bên cạnh đó, việc hàng nghìn người đeo bám theo ông Minh Tuệ chính là sự quấy nhiễu, làm phiền vị tu sĩ mà họ kính trọng, cản trở sự tu tập của ông. Đám đông khiến các con đường tắc nghẽn, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, công tác của bao người, tạo ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự trị an. Đáng nói, trong đám đông còn thể hiện sự trục lợi đến từ những đám kền kền, linh cầu YouTuber, TikToker, Facebooker, để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng, muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó. Một số đám rủi nhặng YouTuber, TikToker, Facebooker đã làm quá lên về Minh Tuệ, kích động tính hiếu kỳ của mọi người, nhất là giới trẻ. Hô theo đám đông, chạy theo trào lưu, nhiều người đã đòn lõng, rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy, tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh, quay phim. Cảnh tượng lộn xộn đó gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính Minh Tuệ. Không bỏ lỡ cơ hội, nhưng thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng Minh Tuệ để chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta trên mạng xã hội. Không những thế, đoàn người, đua đòi, theo voi ăn bã mía, mặc áo tu hành dường như được các nhà sản xuất nội dung đẩy lên thành những ngôi sao mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận của người dân. Nhưng dễ dàng nhận thấy không ít những người trong số đó có quá khứ là đám du côn, trộm chó, giờ bê ruột nồi cơm điện đi xin ăn phần cơm thừa canh cặn của chó. Đu trên, đi theo phong trào, không có kiến thức về tu tập, không am hiểu Phật Pháp. Có những phát ngôn lệch chuẩn, trang phục phản cảm, thậm chí những chiếc áo được coi là cà sa đã được mặc với chiếc quần cộc như người tự xưng là hộ pháp Kim Cang. Trong việc này cũng phải trách các bà, các mợ cùng đám u mê, cùng tín đã suy sụp, cuối nay cung phụng đám dở ông dở thằng, tăng không ra tăng, mà không ra ma. Những gì đám linh cẩu, kền kền YouTuber, TikToker đưa lên mạng có thể tác động rất lớn và nhanh chóng đến nhận thức và hành vi của người xem, phạm vi ảnh hưởng cực kỳ rộng. Do đó, rất cần có sự quản lý của nhà nước bằng hành lang pháp lý với những tiêu chuẩn đạo đức dành cho hoạt động sản xuất nội dung trên không gian mạng. Nếu không, vì lợi ích kinh tế, nhiều YouTuber, TikToker sẽ tiếp tục bất chấp, miễn sao kiếm được càng nhiều tiền càng tốt mà không quan tâm đến những hậu quả đối với xã hội. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5, xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp đó, ngày 2 tháng 6, hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Sự ảo tưởng rằng mình có thể lập tức đi tu khổ hạnh rất dễ làm xuất hiện thêm nhiều trường hợp ngã bệnh, thậm chí chết trên đường. Tuy nhiên, sự nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng do không nhận thức được giới hạn bản thân chỉ là một trong nhiều hệ lụy của đám đông tự phát đi theo ông Minh Tuệ. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỳ cương, vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng. Để bảo đảm sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của nhà nước.
Qua đây tác giả cũng có đôi lời nhắn nhủ đến các bà, các mợ, có câu, tầm áo không làm nên thầy tu. Qua sự việc Minh Tuệ, trong đám tự cho mình là thầy vừa qua, để xem có thằng nào, con nào tự âm thầm thực hiện theo một trong 13 hạnh đầu đá không, hay lại trở về kẻ máng lợn, quay lại nghề móc túi, trộm chó. Sau khi tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực, ông Minh Tuệ đã được cán bộ công an hỗ trợ làm căn cước công dân. Sự việc tạm thời khép lại, ông Minh Tuệ tự giải thoát để có khoảng không gian riêng cho tu tập khi tự nguyện dừng việc bộ hành. Hãy để ông Thích Minh Tuệ yên như tâm nguyện.